Hello, xin chào tỷ phú tương lai. ICE đã liên kết với lại cái sàn OKX này và sẽ có cái IROP ở trên sàn OKX. Vì vậy cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta nhận IROP ở trên cái sàn OKX này nhé. Trước tiên là chúng ta hãy về cái app ICE này để chúng ta kiểm tra cái địa chỉ ví của nó ở trên này. Và cái địa chỉ ví ở trên này trước đây nó là mạng Ethereum, nhưng mà cái phí giao dịch nó khá là cao, cho nên là họ đã chuyển nó sang cái mạng BNB Smart Chain, đúng không ạ? Các bạn không cần phải thay đổi địa chỉ ví làm gì, bởi vì khi các bạn update lại cái app thì nó sẽ tự cập nhật cái địa chỉ ví Ethereum sang cái mạng BNB Smart Chain này cho chúng ta, vì là ví của hai cái mạng này nó giống nhau. Đó, cho nên chúng ta không cần phải thay đổi. Trước chúng ta liên kết như thế nào thì bây giờ chúng ta cứ để nguyên vậy, chúng ta không cần phải làm gì hết. Đây này, trước đây nó là địa chỉ Ethereum, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ nó là địa chỉ BNB Smart Chain, tức là nó sẽ tự thay đổi chúng ta. Thì các bạn chỉ cần làm sao các bạn nhìn cái đuôi của nó, ví dụ như cái đuôi của mình là 02D3, đúng không ạ? Thì các bạn vào bên cái sàn OKX này, các bạn gõ vào cái bên ví web 3 này cho mình. Sau khi các bạn gõ vào bên ví web 3 thì các bạn gõ vào cái chữ nhận này. Các bạn gõ vào cái mạng BNB đa chuỗi này cũng được này. Các bạn gõ tiếp vào. Đó, các bạn nhìn thấy cái đuôi ví của chúng ta ở đây là 02D3, tức là nó khớp với nhau rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải mở cái ví này ra để chúng ta kết nối nha. Sau khi mở cái ví ra, nó đúng ví rồi ý, thì các bạn gõ vào cái chỗ khám phá này cho mình. Và các bạn copy cái đường link mình để dưới phần mô tả video hoặc bình luận ghim ấy ạ. Các bạn dán nó vào đây. Hoặc là mình để ở trong group nha. Sau đó là các bạn đi tới, đúng không ạ? Ở đây các bạn kéo lên này. Sau đó các bạn gõ vào tham gia sự kiện. Và các bạn gõ vào nhấn để kết nối ạ. Đó. Như thế này là chúng ta đã kết nối ví rồi. Các bạn gõ vào tham gia sự kiện này. Nó sẽ hiện lên như thế này, đúng không ạ? Các bạn gõ vào ký hiệu Ethereum ở phía bên trên đầu này, có chữ X của OKX nè, đen đen phía bên trên này. Cái này thì các bạn chuyển từ mạng Ethereum này, gõ vào Ethereum và các bạn kéo lên, các bạn gõ vào BNB trên. Và chỉ cần kết nối như thế thôi, sau đó chúng ta chờ. Ở đây nó có thông báo này. Tức là mỗi một ngày chúng ta sẽ nhận được 1 đến 2 cái token trên một ngày, đúng không ạ? Và cái thời gian là bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1. Thì chắc là sau khi kết thúc chương trình thì là họ sẽ trả về cho chúng ta. Các bạn cũng lưu ý rằng là nếu như các bạn không chịu khó vào khai thác, các bạn chỉ cần quên một tiếng, hai tiếng thôi là nó đã trừ của chúng ta rất là nhiều. Đây là mình không quên lần nào luôn ấy, ngày mình kích hai lần cho nên là không quên đâu ạ. Nhưng mà đây là toàn các bạn quên, và khi các bạn quên, các bạn không kích thì là rep mà không kích ấy, thì đồng nghĩa với lại cái cấp trên cũng sẽ bị trừ cái hoa hồng, chuẩn bị được hái quả rồi, cho nên mọi người đừng có quên nhá. Nếu như các bạn quên là nó trừ rất là nhiều ạ. Các bạn khai thác không được bao nhiêu, nhưng mà khi mà nó quên thì nó phải trừ đi gấp mấy lần cái số của chúng ta khai thác. Vậy cho nên là các bạn nhớ hàng ngày chăm chỉ vào. Tốt nhất nếu như mà không chính xác được là một ngày mình kích vào cái giờ nào, thì các bạn có thể một ngày kích hai lần cũng được. Chuẩn bị được hái quả rồi mà chúng ta còn lười kích nữa thì là chịu luôn đấy ạ. Ngày nào mình cũng bấm nhắc nhở các bạn luôn. Đó, nhưng mà hầu như là các bạn vẫn cứ quên.